Xin chào các bạn, hôm nay kênh Kiến thức Tin học sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Word 2010. Thì đối với các phiên bản khác từ Word 2007 tới 2016 thì cách sử dụng cũng tương tự, nên chúng ta chỉ cần thành thạo một phiên bản thôi. Với các phiên bản khác chúng ta cũng sử dụng tương tự. Ở bài học đầu tiên này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tìm hiểu về giao diện của Word 2010. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về thanh tiêu đề. Nếu mà chúng ta chưa đặt tên cho văn bản chúng ta thì tên mặc định của nó sẽ là Document 1. Còn nếu mà chúng ta đã đặt tên cho văn bản chúng ta thì nó sẽ hiển thị tên mà chúng ta đã đặt nằm về góc bên trái. Đây gọi là thanh Customize with Access Toolbar. Ở dưới đây là thanh menu hiển thị theo dạng ribbon. Ở mỗi tab nó có các nhóm công cụ, ví dụ như ở tab Home nó có các nhóm công cụ như là Clipboard, Font, Paragraph và nhóm Style. Thì các nhóm công cụ này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng ở các bài học sau. Tiếp theo, nằm ở giữa, đây là phần nội dung. Phần nội dung này chúng ta sẽ soạn thảo văn bản. Và cuối cùng, đây gọi là thanh trạng thái. Nó sẽ hiển thị cho ta biết là chúng ta có bao nhiêu trang và đang nằm ở trang số mấy. Ví dụ như tài liệu của tôi là có một trang và tôi đang nằm ở trang số 1. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn về thanh Customizer with Access Toolbar. Nó sẽ hiển thị các biểu tượng như là Cell, mở văn bản. Nếu mà các bạn muốn hiển thị ra các biểu tượng khác thì các bạn sẽ chọn vào. Ví dụ như tôi kích ra một biểu tượng New là mở một tài liệu mới, thì tôi chọn vào New thì nó sẽ hiển thị ra biểu tượng là New. Để mở rộng hơn về thanh Customizer with Access Toolbar thì các bạn vô phần File, các bạn chọn vào phần Option, rồi chỗ phần with Access Toolbar các bạn tích vào. Nếu mà các bạn muốn thêm một biểu tượng sao chép chẳng hạn, bạn tích vào Copy, sau đó các bạn bấm vào Add, sau đó các bạn chọn OK, thì nó sẽ xuất hiện một biểu tượng Copy. Đây. Tương tự, để xóa một biểu tượng trên thanh Customizer with Access Toolbar thì bạn vào File, các bạn tích vào Option, các bạn chọn vào with Access Toolbar và các bạn chọn vào Copy, các bạn remove đi. Sau đó bạn chọn OK thì lập tức biểu tượng chúng ta nó đã bị biến mất. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các thao tác với tập tin. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tạo mới một tập tin. Thì để tạo mới một tập tin thì chúng ta có hai cách sau đây. Còn nếu mà dùng phím thì chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím là Ctrl N. Lưu ý là các bạn phải bấm đồng thời. Nếu mà dùng chuột thì các bạn vô File, chọn New và chọn Plan Document. Bây giờ tôi sẽ thao tác mẫu tạo mới một văn bản. Ở đây tôi sẽ vô File, tôi chọn New, sau đó tôi tích vào Ban Document. Hoặc tôi sẽ mở thêm một tài liệu nữa bằng cách sử dụng phím Ctrl N thì nó cũng mở thêm cho chúng ta một tài liệu mới nữa. Bây giờ tôi sẽ tắt đi những tài liệu tôi vừa mới mở. Tiếp theo là mở một văn bản đã có sẵn trong máy tính. Thì chúng ta cũng có hai cách. Nếu mà dùng phím thì các bạn dùng tổ hợp phím Ctrl O. Còn nếu mà dùng chuột thì các bạn bấm vào biểu tượng thanh Custom with Access Toolbar hoặc vào File, chọn Open. Ở đây tôi sẽ sử dụng phím là Ctrl O. Hoặc tôi vào File, chọn Open. Hoặc tôi cũng có thể vào thanh Customizer with Access Toolbar, bấm vào biểu tượng Open. Bây giờ tôi sẽ mở một tài liệu đã có sẵn trong máy. Tôi chọn vào một tài liệu mà tôi muốn mở, sau đó tôi chọn Open. Thì lập tức Word nó sẽ mở cho tôi một tài liệu đã có sẵn trong máy. Bây giờ tôi tiến hành tắt đi File. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần 3 là lưu một văn bản. Thì chúng ta cũng có hai cách để lưu văn bản. Nếu mà các bạn dùng phím thì chúng ta sẽ bấm vào tổ hợp phím Ctrl S. Các bạn dùng chuột, các bạn bấm vào biểu tượng Cell trên thanh Customizer with Access Toolbar hoặc vào File, chọn Cell. Nếu mà dùng phím thì các bạn dùng là Ctrl S thì nó sẽ xuất hiện một hộp lưu văn bản là Cell. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lưu một văn bản cho các bạn quan sát. Tôi sẽ lưu với tên là bài tập. Và tôi lưu ở màn hình, tôi chọn Desktop. Sau đó tôi bấm vào Cell. Và tôi ra desktop, tôi kiểm tra thử văn bản của tôi đã được lưu chưa.
Đây, văn bản của tôi nó đang được lưu. Lưu ý, ở lần thứ hai, nếu mà các bạn dùng tổ hợp phím Ctrl S thì nó sẽ lưu đè lên file cũ. Còn các bạn dùng chuột, các bạn bấm vào biểu tượng cell trên thanh Customizer with Access Toolbar hoặc vào file chọn cell thì các bạn chọn cách nào cũng được. Nó đều lưu. Thì ở đây tôi đã lưu rồi. Nên lần lưu thứ hai nó sẽ lưu đè lên ở lần lưu trước. Để lưu tài liệu với tên khác thì các bạn chọn vào file cell art hoặc bấm phím F12. Ví dụ như tôi muốn lưu cái tập tin này với tên khác thì tôi vô chọn file, bấm vào cell art. Ở đây tôi cũng lưu ở desktop luôn. Tôi lưu là bài tập 1. Thì file của tôi nó đã thêm thành bài tập 1. Thì ở đây tôi giới thiệu cho các bạn hai cách là dùng phím và dùng chuột, thì các bạn có thể sử dụng cách nào cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phần 4 để đóng một tập tin. Thì chúng ta cũng có hai cách. Nếu mà các bạn dùng phím thì các bạn bấm vào tổ hợp phím on F4. Còn nếu mà các bạn dùng chuột, các bạn bấm vào file chọn close hoặc vào biểu tượng dấu nhân trên cùng bên góc bên phải. Đây, dấu nhân đây. Thì nó sẽ tắt một tập tin đi. Thì các bạn sử dụng cách nào cũng được. Ở đây tôi sẽ tắt một tập tin đi. Tôi sẽ sử dụng là bấm vào dấu nhân này thì nó sẽ tắt tài liệu của tôi đi. Như vậy, ở bài học đầu tiên tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tìm hiểu về giao diện Word 2010 và các thao tác cơ bản với tập tin. Nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn để lại bình luận ở dưới video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.